Ngọc và Sĩ Minh. Kính thưa quý vị quan khách đang có mặt ở khán phòng của Vườn Biển, em Văn Phan và Vi Vu cũng là một trong những em rất là thân tình và yêu thương anh chị trong ngày trọng đại 40 năm kỷ niệm ngày cưới của anh chị. Xin gửi đến anh chị lời chúc cho năm hạnh phúc và riêng chúc anh sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, chị thì lúc nào cũng trẻ đẹp và duyên dáng. Chúng em rất ngưỡng mộ anh chị và có lẽ cũng có rất nhiều người cũng sẽ không có được cái may mắn như anh chị đây, trong đó có em.